Xin chào các bạn, đây là rau má và cách làm nước ép rau má giải nhiệt mùa hè nhé các bạn nhé. Xin chào các bạn, mùa hè đến rồi và cái nóng cái nực của cái mùa hè thì chúng ta hãy tìm cách để làm sao giải nhiệt mùa hè để cho nó lành mạnh nhất. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nước ép rau má để cho chúng ta giải nhiệt, giải khát mùa hè nhé. Cái này thì ai cũng có thể dùng được cho mọi lứa tuổi và mọi lúc mọi nơi các bạn ạ. Nếu mà ai mà bị nóng trong người, bị cao huyết áp, mà các bạn bị rôm sẩy hay bị men gan cao, các bạn hãy dùng cái nước ép rau má này vừa ngon vừa lành vừa bổ vừa rẻ nha các bạn nhé. Đây là rau má của mình đi ra ngoài đồng, ngoài ruộng của mình ấy, mình thu hái được cái rau má này thì nói chung là khắp đất nước chỗ nào cũng có. Nhưng mà đây là rau má ta của mình ấy, chứ không phải rau má lai đâu nha các bạn. Đó, bây giờ mình đã rửa sạch và để ráo nước rồi, và mình cũng không để mất lâu thời gian của các bạn thì mình sẽ chia sẻ qua về cái rau má này. Thứ nhất là rau má của mình là rau má sạch, thì mình rửa sạch đi và mình để ráo nước này. Những cái gốc cái rễ mình nhặt bỏ nó đi, rễ bẩn quá thì bỏ đi, chứ còn những cái cẵng và cái rễ mà nó sạch sẽ thì mình không cần phải bỏ các bạn ạ. Và sau đây là mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu, thì gồm có các bạn chuẩn bị cho mình một xíu muối trắng này, và đường này, đường cát trắng này. Và khi dùng thì chúng ta dùng cái rổ này để lọc, và không quên được là không thiếu được là cái máy xay sinh tố của gia đình. Đó, và bây giờ các bạn hãy thái cái rau má này ra cho mình nhé. Mà khi các bạn xay rau má thì các bạn hãy dùng cái loại dao hai lưỡi này, chứ còn bốn lưỡi và sáu lưỡi thì là nó sẽ cuốn các bạn ạ. Nó cuốn, nó sẽ xay, nó sẽ không dễ, và nó sẽ dối cái rau vào cái lưỡi ấy, là nó hay bị hỏng máy. Và bây giờ chúng ta thái cái rau má này ra nhé các bạn. Một rổ rau má này của mình thì mình có thể là xay làm nhiều bữa, vì nhà mình ít người. Còn nếu nhà bạn các bạn nhiều người, các bạn uống nhiều thì các bạn cái chỗ này của mình nó rơi vào khoảng độ 500g. 500g thì các bạn có thể xay ra được vào 2 lít nước, tương đương với 2 lít nước ép rau má nha các bạn. Đấy, nhưng mà nhà mình thì ít người, có cái chỗ này là mình cất đi, mình để dành mình có thể là mình nấu canh, mình luộc hoặc là mình ăn sống đều được nha. Và ở đây là mình chỉ có thái một ít thôi, bằng khoảng độ 0,5, coi như là 50g, bằng 50g, bằng nửa lạng rau má đấy. Thì là mình cho vào mình xay tương đương với nửa lít nước nha các bạn. Và bây giờ các bạn hãy cho rau vào cối cho mình. Khi cho rau vào cối rồi, các bạn bỏ cho mình mấy hạt muối nhé, khoảng độ 5 hạt muối, không cần nhiều các bạn ạ. Các bạn bỏ muối vào để khi chúng ta uống nước, cái chất nước của nó rất là ngon. Và tiếp theo là các bạn hãy cho nước đun sôi để nguội, hoặc là nước lọc vào cũng đều được các bạn nhé. Các bạn hãy cho vào tương đương với nửa lít nước cho mình, và các bạn hãy đóng lắp vào, xong rồi các bạn xay nhé. Khi xay này các bạn hãy xay từ nước nhỏ nhất cho mình. Và tiếp theo các bạn hãy dùng cái rổ lọc này, và các bạn chắt nước ép rau má ra, các bạn lọc cho mình nhé.
Ok. Và bây giờ các bạn có thể là cho ra cái cốc. Đấy. Cái cốc với ly, khi chúng ta muốn để chúng ta uống ấy thì chúng ta cho đường vào nhé. Tùy theo các bạn uống ngọt hay là uống nhạt thì các bạn cho đường vào cho mình. Như mình thì mình uống nó cũng vừa vừa thôi. Bởi vì cái lá rau má này á, nó có vị đắng và nó lại có một cái vị ngọt ngọt. Đắng xong, bắt đầu các bạn uống xong nó lại có vị ngọt ngọt các bạn ạ. Thế nên là các bạn, nếu các bạn thích uống ngọt thì các bạn cho nhiều đường, mà các bạn uống nhạt thì các bạn cho ít đường. Đó, và đây là cái cốc nước rau má, cốc nước ép rau má của mình đã hoàn thành xong. Chúng ta có thể uống ngay hay hoặc là chúng ta để vào ngăn mát tủ lạnh các bạn nhé. Đấy, chúng ta để vào ngăn mát tủ lạnh để chúng ta uống. Đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng ngay, thưởng thức ngay đều được các bạn ạ. Mình mời các bạn nhé, mình uống thử này. Rất thơm các bạn ạ. Thơm thơm. Và các bạn nhớ khi xay các bạn cho giúp mình vài hạt muối trắng vào nhé. Muối hạt đấy các bạn ạ. Thế các bạn cho vào đấy thì là cái vị rau má của chúng ta nó có vị ngọt, ngọt thanh các bạn ạ. Đó, cốc nước rau má của chúng ta. Mỗi ngày các bạn uống cho mình một cốc như thế này thôi là có thể là giải nhiệt trong cái thời tiết nắng nóng này. Và trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách ép nước rau má để làm thức uống giải nhiệt mùa hè. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì mong các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe.